Thưa quý vị và các bạn, Hội Người Cao Tuổi huyện Mộc Châu có trên 12.000 hội viên, sinh hoạt ở 16 cơ sở hội. Các cấp hội, người cao tuổi luôn hăng hái thi đua xây dựng tổ chức hội vững mạnh, tập hợp, đoàn kết, động viên hội viên người cao tuổi tích cực tham gia hoạt động hội, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tuổi cao gương sáng, đóng góp công sức trí tuệ, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội của huyện. Phát huy tinh thần tuổi cao chí càng cao, người cao tuổi huyện Mộc Châu đã luôn động viên nhau, khai thác hiệu quả tiềm năng thế mạnh của huyện để đa dạng các hình thức phát triển kinh tế. Toàn huyện có trên 200 người cao tuổi đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. Các mô hình phát triển kinh tế không chỉ nâng cao thu nhập, tạo việc làm cho hàng nghìn người lao động tại địa phương, mà còn đóng góp, ủng hộ các loại quỹ từ thiện, giúp đỡ người cao tuổi khó khăn, người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa, ủng hộ các hoạt động xã hội với số tiền lên đến hàng tỷ đồng. Huyện Mộc Châu có tiềm năng và lợi thế về đất đai, lao động để phát triển kinh tế nông nghiệp. Với trên 10.000 người cao tuổi sống ở nông thôn, họ là những người giàu kiến thức, kinh nghiệm sống, có nguồn lực, am hiểu thực tế ở địa phương, hiểu biết về chính sách, đã tận dụng những thời cơ, điều kiện thuận lợi để phát triển sản xuất. Những vườn cây ăn quả sai chĩu cành, phủ xanh những triền đồi do chính bàn tay khối óc người cao tuổi thực hiện là minh chứng rõ ràng nhất về sự cần cù chịu khó và sáng tạo của người cao tuổi Mộc Châu. Không chỉ có những loại cây truyền thống được trồng lâu đời tại Mộc Châu như mận, mơ, nhiều người cao tuổi còn chủ động đi học hỏi kinh nghiệm ở các địa phương để đưa những loại cây trồng mới về thuần hóa tại mảnh đất Mộc Châu. Nhiều loại cây trồng đã sinh sôi, bám rễ và mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người trồng. Kết quả này không chỉ cho thấy sự đúng đắn trong lựa chọn cây trồng phù hợp với đất đai, thổ nhưỡng, mà còn khẳng định cần cù, chịu khó và sức sáng tạo của hội viên người cao tuổi. Tôi thì tôi suy nghĩ là không trồng độc canh. Tôi thì sẽ là trồng nhiều cây, nhiều loại cây có thu nhập từ đầu năm đến cuối năm. Và tránh cái trường hợp là nếu mà mất một loại thì mình không có thu nhập. Nên tôi là đa dạng hóa cây trồng. Và cây nào cũng được quan tâm, cây nào cũng được đầu tư về kỹ thuật, về phân bón, về bảo vệ thực vật và chăm sóc theo đúng quy trình, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Khai thác lợi thế về khí hậu và thổ nhưỡng của Mộc Châu, nhiều hộ người cao tuổi đã mạnh dạn thành lập hợp tác xã, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cao trên cùng một diện tích đất canh tác. Toàn bộ diện tích canh tác được trồng trong nhà kính, nhà lưới và có hệ thống tưới tự động. Bên cạnh đó, nhiều người cao tuổi còn nhanh nhạy, không thua kém thanh niên trong kỷ nguyên số, đã ứng dụng hiệu quả công nghệ số vào phục vụ sản xuất. Nhật ký sản xuất được ghi cụ thể trên máy. Người tiêu dùng chỉ cần quét mã QR là có thể truy xuất nguồn gốc đến từng cây rau màu. Việc ứng dụng công nghệ số vừa thuận tiện cho người sản xuất và mang lại sự yên tâm cho khách hàng. Chính vì vậy, sản phẩm của nhiều hợp tác xã được các siêu thị ở các thành phố lớn đặt hàng. Nhiều hợp tác xã do người cao tuổi làm chủ có thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm. Hợp tác xã của chúng tôi bây giờ là đã phát triển toàn công nghệ cao và tưới bằng hệ thống tự động. Và cứ hàng năm là chúng tôi ký kết hợp đồng với những siêu thị lớn. Hàng của chúng tôi chuyển xuống Bixi, Metro, Ion và Metro. Thì hợp tác xã chúng tôi đã vận chuyển 13 năm nay rồi. Thế cho đến năm nay là hợp tác xã cũng đã có chuyển đổi theo công nghệ cao là viết nhật ký trên đồng ruộng bằng nhật ký số. Cái chuyển đổi số nó rất là thuận lợi bởi vì chúng tôi chuyển đổi số, chúng tôi có ghi chép nhật ký trên đồng ruộng thì từng lô thửa của chúng tôi đã được chia ra. Và ví dụ như là mã nông dân của chúng tôi là vào Nguyễn Thị Nông là TUN02 thì nó có chia thành từng lô thửa, lô 1, lô 2, lô 3, lô 1 sản xuất cái gì và lô 2 sản xuất cái gì. Và ghi chép nhật ký trên điện tử thì chúng tôi phải thể hiện được là ngày giờ và chi xuất
đến tận người làm và từng mảnh ruộng đến tự người được tiêu dùng. Thì chúng tôi cái nhật ký số này chúng tôi quét trên điện thoại thông minh sẽ ra được tất cả những nguồn gốc của tác xã rau an toàn tự nhiên. Trong phát triển chăn nuôi, nhiều người cao tuổi cũng là tấm gương sáng đi đầu trong việc vận động người dân thay đổi tập quán chăn nuôi cũ. Từ thực tế chăn nuôi qua bao thế hệ, nhiều hộ người cao tuổi đã nhận thức được việc chăn thả rông gia súc không còn phù hợp và nhiều rủi ro. Từ đó đã tìm cách làm chuồng trại để chăn nuôi nhốt chuồng đúng kỹ thuật. Chuồng trại được làm kín gió vào mùa đông, thoáng mát vào mùa hè và rất hợp vệ sinh, nên ngay cả khi thời tiết khắc nghiệt, rét đậm rét hại kéo dài, đàn gia súc vẫn luôn được giữ ấm. Một ưu điểm nữa của việc chăn nuôi nhốt chuồng là đàn gia súc được theo dõi sức khỏe và chăm sóc thường xuyên nên phát triển rất tốt. Mà các năm trước thì mình chủ yếu là chăn thả trên bãi để ăn tự nhiên, buổi chiều thì mang về chuồng để buộc vào đấy, nhưng mà còn không làm lán cho cơ. Còn như đến năm 2019 về thì mình xác định là nuôi ở ngoài nó sẽ cứ phải có người đi chăn hàng ngày, thì là vất vả, gia đình ít người, thế là tôi quyết định làm cái chuồng để đưa con trâu mang về nhốt vào đấy. Thế là từ cái năm 2020 mình bắt đầu nuôi vào đấy, thì là thấy cái vấn đề mà rủi ro cho con trâu con bò lại không có. Như là đợt rét vừa rồi mà nó của cái đầu năm ấy, cảm bản chết cũng khá nhiều, nhưng mà nhà mình thì mình không ảnh hưởng gì. Ở khu vực các xã giáp sông Đà, các cụ đã tận dụng lợi thế mặt nước để nuôi cá lồng. Số lồng nuôi cá dung tích đạt 70-75 mét khối, tăng nhanh. Từ một mô hình của hộ người cao tuổi làm kinh tế tiêu biểu vào năm 2018, đến nay đã nhân rộng được 15 mô hình với tổng số 84 lồng cá. Các loại cá nuôi cũng rất đa dạng như chấm cỏ, rô đơn tính, cá lăng đen, cá chê lai, đáp ứng được nhu cầu của thị trường. Doanh thu trên một lồng cá đạt từ 30 triệu đến 35 triệu đồng mỗi năm, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho nhiều hộ gia đình, góp phần hiệu quả vào việc giảm nghèo bền vững ở địa phương. Như là trước kia thì nuôi, và chủ yếu là nuôi lồng tre, tạm bỡ, cho nên là việc rủi ro, có được cá sổng ra cũng rất nhiều. Rồi lại bà con lại đánh bắt bằng phao đèn, cho nên là lợi ích thì ít nhưng mà hủy diệt thì nhiều. Từ đó chúng tôi rất trăn trở, và bản thân tôi là trực tiếp là những người được bà con tín nhiệm, là người có uy tín, cho nên là cũng tuyên truyền vận động bà con chuyển sang từ cái nuôi nhỏ lẻ sang bây giờ là thành nuôi thành quy mô bằng lồng sắt, lưới hiện đại hơn. Từ đó là bà con để nâng cao cái thu nhập cho bà con. Trong lĩnh vực lâm nghiệp, hội người cao tuổi các cấp đã tích cực vận động nhân dân, người thân không chặt phá cây đầu nguồn, tổ chức bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học rừng, phòng cháy và chữa cháy rừng, phòng trừ sinh vật gây hại rừng, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về lâm nghiệp tại địa phương. Nhiều tấm gương người cao tuổi tham gia hỗ trợ bảo vệ rừng, quy hoạch rừng phòng hộ và rừng sản xuất là rừng tự nhiên đã giao cho cộng đồng. Đặc biệt có những cụ là người uy tín trong bản đã chủ động vận động bà con bảo vệ rừng và phát triển rừng thành khu du lịch sinh thái cho du khách đến tham quan, trải nghiệm, từ đó thu được lợi nhuận cao. Cánh rừng này ông cha mình trồng cách đây hơn 70 năm rồi. Bây giờ các cụ phụ lão, bảo ban, thanh niên, phụ nữ trong bản cùng nhau giữ gìn, bảo vệ, không để cháy rừng, để rừng cho con cháu và cho khu du lịch của bản. Người cao tuổi nhưng không ngại tuổi đã cao, nhiều cụ vẫn tiếp tục học hỏi kinh nghiệm, mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế gia đình. Các ngành nghề truyền thống, công nghệ chế biến như chế biến lương thực thực phẩm, đồ thổ cẩm, may mặc thủ công cũng được đẩy mạnh. Nhiều người cao tuổi đã thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư sản xuất quy mô để tăng năng suất, sản lượng và đạt được kết quả tốt. Việc làm đó còn góp phần bảo tồn giữ gìn nét đẹp truyền thống của đồng bào các dân tộc Mộc Châu, quảng bá những nét đẹp đó đến đông đảo du khách, đồng thời còn tạo được công ăn việc làm ổn định cho hội viên người cao tuổi khác tại địa phương. Những năm gần đây, khi du lịch huyện Mộc Châu phát triển ngày càng mạnh mẽ, nắm được xu thế đó,
nhiều hộ người cao tuổi nhanh chóng đầu tư phát triển dịch vụ nghỉ dưỡng. Nhà sàn truyền thống của đồng bào dân tộc Thái được tận dụng để làm nhà nghỉ cộng đồng. Các homestay đều được thiết kế với phong cách trang trí độc đáo, mới lạ, nhưng vẫn giữ được những nét đặc trưng của kiến trúc. Cơ sở vật chất được đầu tư mới để phục vụ du khách tốt nhất. Nhiều homestay đã tạo được điểm nhấn, mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị. Chính vì vậy, lượng khách đến nghỉ dưỡng ngày càng đông, mang lại thu nhập cao cho các hộ người cao tuổi. À, trước kia thì nói thật là nông dân làm ruộng nương thì kinh tế nó cũng yếu kém, nó không vượt qua, nó rất là chậm khó khăn. Thế thì tôi cũng đi học hỏi một số nhiều nơi, ví dụ như Mai Châu, Hòa Bình chẳng hạn. Tôi thấy thứ nhất là giữ cái bản sắc dân tộc về cái thêu thùa, đồng thời cái nếp nhà sàn này, trang phục này, về tất cả những ẩm thực. Tôi muốn lưu giữ tất cả những việc làm này để mãi mãi sau này ạ. Có thể nói phong trào người cao tuổi làm kinh tế giỏi trên địa bàn huyện Mộc Châu đã phát triển mạnh trên tất cả các lĩnh vực như sản xuất nông nghiệp, công nghiệp xây dựng, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, trở thành phong trào thi đua sôi nổi trong các cấp hội và người cao tuổi, lôi cuốn khuyến khích người cao tuổi phát huy tinh thần lao động cần cù sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tự vươn lên làm giàu cho gia đình và xã hội. Rất nhiều các mô hình, thí dụ như qua cái mô hình cho cây rau an toàn này thì có các mô hình khác nữa, thí dụ như trồng thanh long, trồng mận và trồng các rau quả khác an toàn khác để trên địa bàn của huyện để tạo ra cái nguồn thu nhập cũng như là cái góp phần trong công tác du lịch của địa phương càng phát triển. Thì chúng tôi đánh giá rất cao cái tinh thần trách nhiệm, đặc biệt là cái nhanh nhạy chuyển biến tận dụng khí hậu rất tuyệt vời của Mộc Châu và phát huy được cái năng động sáng tạo, học tập kinh nghiệm các mô hình tiên tiến ở các nơi khác áp dụng địa bàn Mộc Châu này và kết quả thu rất là cao, tạo cuộc sống đặc biệt là cho các lao động nhàn rỗi, đặc người cao tuổi, xóa đói giảm nghèo. Không chỉ triển khai hiệu quả phong trào người cao tuổi thi đua làm kinh tế giỏi, các cấp hội người cao tuổi từ huyện đến cơ sở còn tích cực xây dựng và phát triển các loại hình câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, nhằm mục đích để người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc. Hoạt động của các câu lạc bộ có nhiều loại hình đa dạng và phong phú như thể dục dưỡng sinh, văn nghệ, thơ ca, cờ tướng, bóng chuyền hơi, khiêu vũ thể thao với điệu nhảy rumba. Thông qua hoạt động của các câu lạc bộ, người cao tuổi không chỉ đóng góp tích cực trong việc giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc trên địa bàn huyện, mà còn nâng cao đời sống tinh thần cho người cao tuổi. Các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao được tổ chức thường xuyên nhân các ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam mùng 6 tháng 6, ngày quốc tế người cao tuổi mùng 1 tháng 10, dịp Tết cổ truyền và các ngày lễ lớn của đất nước, cũng đã tạo không khí vui tươi phấn khởi, góp phần củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết gắn bó giữa các dân tộc và giữa hội viên người cao tuổi với tổ chức hội. Trước hết là phải đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền để các cái thế hệ người cao tuổi và hội viên người cao tuổi nắm được các chủ trương đường lối chính sách của Đảng, nhà nước về cái phong trào người cao tuổi làm kinh tế giỏi, rồi đồng thời là đặc biệt là cái Mộc Châu ấy phấn đấu đến năm 2025 là lên đến thị xã. Thì như vậy là người cao tuổi lại càng phải tập trung ở đây để đẩy mạnh công tác tuyên truyền và làm thế nào để cho tất cả hội viên nắm được để cố gắng để thực hiện tốt cái chức năng nhiệm vụ của mình, thực hiện 3 nhiệm vụ trung tâm, 3 chương trình công tác lớn của hội và 2 nhiệm vụ chính phủ giao, thì tôi tin chắc là sẽ thành công tốt đẹp. Có thể nói trong thời gian qua, người cao tuổi huyện Mộc Châu luôn phát huy tinh thần tuổi cao gương sáng, đi đầu trên mặt trận phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa. Từ đó nâng cao vật chất tinh thần cho người cao tuổi, đồng thời củng cố xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Hàng trăm người cao tuổi làm kinh tế giỏi không chỉ làm giàu cho gia đình mà còn góp phần xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị Mộc Châu ngày càng văn minh, giàu đẹp. Trang cơ sở của huyện Mộc Châu hôm nay xin kết thúc tại đây. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các trang cơ sở lần sau.